Trong suốt 20 năm qua, số lượng cầu thủ Việt Nam thi đấu cho các đội bóng nước ngoài mới chỉ dừng ở con số 8. Tiên phong cho ước mơ xuất ngoại là cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, được câu lạc bộ Lifan Trùng Khánh mời ký hợp đồng vào năm 2001. Nối gót đàn anh là cầu thủ Lê Công Vinh với hai lần xuất ngoại đến hai câu lạc bộ là Lexus của Bồ Đào Nha và Consadole Sapporo của Nhật Bản để rèn luyện bản lĩnh và học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, giấc mơ xuất ngoại của các tuyển thủ dường như đóng băng, mãi cho đến khi lứa cầu thủ trẻ tuổi, tài năng như Công Phượng, Xuân Trường được cho ra lò thì ước mơ hòa nhập với nền bóng đá quốc tế mới được làm nóng trở lại. Xuất khẩu cầu thủ là xu thế bóng đá hiện đại, một phần không thể thiếu của bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam, ta thấy nụ cười, hào quang thì ít, nhưng nước mắt và gian khổ thì nhiều. Dù vậy, điều đó cũng không đủ để làm nhụt chí và phai mờ đi giấc mơ của các danh thủ trẻ với khát vọng vươn cao vươn xa và đưa tên tuổi, tầm vóc của thể thao Việt Nam đến với thế giới. Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã chia sẻ về giấc mơ được theo chân các đàn anh ra nước ngoài thử sức và nâng cao kỹ năng. Chàng trai trẻ bày tỏ việc được thử sức ở nền bóng đá cao hơn V-League là rất tốt cho sự phát triển của cá nhân cũng như cho nền bóng đá nước nhà. Trước những băn khoăn về các tấm gương xuất ngoại chưa thành công của các đàn anh đi trước, Văn Thanh trải lòng, những người đi trước như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng xuất ngoại nhưng chưa đạt được những thành quả như ý. Nhưng nếu được đi nước ngoài, anh cũng muốn được thử sức ở những nền bóng đá phát triển. Khi được hỏi về đích đến mơ ước, Văn Thanh chia sẻ, nếu được lựa chọn thì Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền bóng đá hàng đầu châu Á, là nơi anh muốn đặt chân đến. Đầu mùa giải, đã có vài câu lạc bộ Thái Lịch dạm hỏi mua Văn Thanh, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã từ chối vì muốn tập trung cho mục tiêu cao. Nếu quay trở lại phong độ cao nhất của mình, cơ hội xuất ngoại ở J-League hay K-League sẽ hoàn toàn rộng mở như Văn Thanh kỳ vọng. Bên cạnh Văn Thanh, đồng đội của anh tại Hoàng Anh Gia Lai là Văn Toàn cũng tiết lộ mong muốn xuất ngoại Nhật Bản nếu rời đội bóng chủ quản. Hiện tại, chân sút 24 tuổi khẳng định mọi tập trung của anh đều dành cho đội bóng phố núi. Tuy nhiên, Văn Toàn vẫn ấp ủ hy vọng được thi đấu ở môi trường khác để xem giới hạn bản thân ở đâu, để từ đó cố gắng phát triển tốt hơn. Cầu thủ sinh năm 1996 mong muốn được thi đấu ở Nhật Bản. Các giải đấu tại xứ sở mặt trời mọc có đẳng cấp cao hơn ở Việt Nam, nhưng Văn Toàn khẳng định sẽ có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Theo thỏa thuận, các thành viên khóa 1 và 2 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai sẽ hết hợp đồng với câu lạc bộ sau khi bước sang tuổi 28. Đây sẽ là thời điểm thuận lợi để chân sút người Hải Dương thử sức mình bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.